cả nhà. Giang ca chi gắn tôi đi rồi. Giang ca chỉ đạo tôi đi hướng nào. Bỏ vớt nước lại lít. Bỏ vớt nước lại đi lấy nhiều vậy hả? Bỏ lại đứng nước đi. Điểm này nhỏ xíu à, không lớn đâu. Rồi có chai nước bị xì rồi. Lên đường, anh em mình lên đường. Chào cả nhà. Đây là khu của Bình Sơn, thị xã Gò Công. Khu này mới xả nên mình đi bữa nay để nó đi khu này. Chào cả nhà. Nước cạn này bắt ếch được nè anh Giang. Nước cạn gieo đó. Mà đây chắc không có ếch quá. Cái anh Liêm Trường gì anh ở nước ngoài anh hỏi anh hồi xưa có gặp anh bắt nửa thùng rắn, mà hỏi anh nói lúc đó anh mới 10 tuổi à, anh nói là rắn râu. Anh biết rắn râu không? Nó là sao giờ mình còn không? Ở trên còn. Giờ trên là huyện đội nè. Lúc trước có là thằng mấy có kia bơm lên đi gì thiệt là ở đó ra bắt được con tí à. Cái râu nó mọc đâu ta? Hai bên bên hàm dài khúc. À, râu nó màu đen sần sần giống như nó sần sần phải không? Ừ, đúng rồi. Vậy là có hả? Đây mình có thêm một cái ý của anh kỹ thuật DTB. Anh nói tôi từng nhờ Giang Ca và ông Hoàng mua hộ tôi 30 mét lưới bẫy rắn, nhưng sợ tôi không trả tiền hay sao mà im lặng. Vì tôi người miền Bắc. Hả ông Hoàng? Hay sợ người miền Bắc không có tiền nên ông Hoàng coi thường hả? Không phải là có không bao nhiêu tiền đó, mà mình gửi đi xa như vậy thì mình không biết cách nào để gửi á. Nó nặng lắm, chứ đâu phải nó nhẹ đâu. Cái này anh thông cảm tụi em không có buôn bán gì ba cái vụ này, cho nên khó lắm. Thì ở cái lưới này thì chỗ nào không có bán, nói chung chỗ nào không có bán, cần gì vậy mình phải gửi vô tới trong miền Nam mà mình gửi ra tới miền Bắc. Nói cái tiền gửi đó biết bao nhiêu tiền rồi. Chẳng thấy gì. Lâu rồi mình không đánh xuống tuôn khu anh Tèo đứng. Vô con vậy tại vô chút xíu à. Điểm nữa con cao ơi. Hốt nó dần kìa. Còn không? Tới đây còn dấu không?
Bây giờ mấy cái đám lúa mà mới xạ kiểu này nè, rắn mà nó đi mình phát hiện liền à, tỷ lệ mình bắt được nó cao nữa. Này có dấu chuột đi nè, chuột đi có rảnh đường luôn nha, chạy riết mà mòn cái đường. Đó. Con về con về cá. Nãy. Ghê ghê ghê. Cá bồ sớ. Cá nhỏ. Lậm nhân cây. Trời, không tới nửa ký nữa. Ghê rồi. Xíu mà đẹp ha. Lấy 3 tập. 3 lít không được rồi. Ghê ghê đã ha. Xíu.
nó dữ. Ơi nó dữ rồi, dữ rồi. Thì chắc phải hai con vô 3 lít ha. Ừ. Chắc đừng nửa ký, rồi coi giữ. Không chơi nha ai. Chơi mà xây lại cái đậu xây theo luôn. Xíu rồi cái màn nữa kìa. Né nè, né nè, né nè. Né nè, né nè, né nè. Rồi bắt đi. Để phải hai con 3 lít. Cũng đẹp chứ bộ. Đẹp, đẹp. Đen đen màu cà phê đẹp. Rồi khỏi cần đi ha. Rồi này chắc mấy gấp đôi cái bầu vải à. Cái dấu ngoài đây nó trường trường, ngoài đây nó thấy nó nhỏ quá mà. Nè, nó có dấu trường trường ngoài đây. Thấy anh thấy dấu trường trường này, anh lần vô anh bắt được nó trong đó đó. Dấu con này lớn hơn á. Nè, ở đây nè anh nha. Có dấu rắn luôn không? Ừ. Dấu con này lớn hơn rồi. Mà cũ hơn nè. Có anh hỏi phát hiện con rắn hổ hành nó vô nó cứ trộm trứng nhà ảnh hoài mà anh không biết lấy cái mồi con gì để bẫy cho nó nhại. Cái gì? Con gì? Hổ hành. Rắn mối. Rồi em cũng tính nói đó, mấy rắn mối này nó chạy nãy giờ chạy rừng. Rồi anh bắt rắn mối bỏ vô bẫy hai con đi, hai rắn mối. Bỏ vô bẫy là ông hổ hành ông mê lắm. Lẹp. Tóc hành. Bây giờ ăn trưa rồi. Trưa. Bây giờ ăn trưa. Hủ ớt này, hủ ớt này xịn luôn á. Ngon lắm á, nhìn hủ ớt là biết ngon rồi. Cỏi gọt, trời ơi, gọt làm cái gì, gọt ra nó còn chua, cái này không ngon, nhìn không ngon, non chút nữa. Vậy mà già rồi. Nó chua tới nách luôn. Nách luôn. Chảy nước miếng rồi. Vậy ăn lũ đã nguyên vậy nè. Cảm ơn chua. Ăn trưa nè Giang ca. Trưa Giang ca. Qua ăn trưa nè. Rồi muối ớt này ngon thiệt chứ. Rồi mới ăn ra. Sâu quá hả? Tướng anh đại gia nè.
xù á. Dữ vậy. Trời. Hai thằng nhậu có thằng tái me kêu anh ăn đi anh, ăn đại rồi để nủ. Nhậu ăn lại vô. Cái gây đây trả lời. Em tao thật. Tao ăn tao còn nủ. Nủ thôi. Nhậu có tái me hai ngày ăn rồi ráng ăn nè. Ai rồi để nủ. Ăn để nủ hả? Ăn được có sức khỏe nhậu nữa. Đâu chua đâu? Vậy mà không chua. Trời chua. Ăn nãy vậy em nuốt muốn chết. Hàng hai tái thấy nuốt nuốt đó. Cái này không chua. Tớp. Hai ông. Hai ông nhậu có trái me à? Kêu ráng đi hành ráng ăn đi để nuốt. Ai giờ có trái me. Ông kia ông đã lại sao? Tao ăn nãy tao nổ ngon tao không. Cái nhậu mà me cứ kêu ráng ăn đi hết nha. Hai ông anh nhậu. Rồi ông chú ông đi ngang. Cố tâm cá mẩy. Vô uống thấy ba trái xà ri, trái me, trái ổi. Từ bảy mày uống ăn đại gì cho đèn nổ mày. Cái ông trả lời tôi ăn vô còn nổ hơn ăn. Mà mẹ không kêu đãi vô anh ra, mẹ kêu đãi vô anh. Cái ông hành. Gì? Ông hành. Ông trời. Ông hành mà nhảy nhõm như vậy. Tiền rú đâu. Ơi, phải không? Nó hành bự anh Giang. Nè. Ôi ơi. Ôi ông hành chạy cho má luôn. Răng con ông hành luôn trời. Ôi. Tưởng em đài gia. Rú đầu lên tưởng sáp dòm kỹ lại. Chà. Anh đi chui. Thôi thôi dở lên rồi quất luôn thì thịt phẹt cho phẹt mình thấy cái lỗ dùi dập lên con hành bự quá ha, con này chắc 900 gram á. Đã nữa nữa còn không anh Giang biết đâu gặp sao không. Ôi cái mùi hành, mùi mắm bò hức. Rồi ký lẻ năm. Ký lẻ năm vậy 950 gram luôn. Ổ hành đã quá. Thì con này có em nhánh hoàng nha chúng ta. Tại mình bắt mà. Anh chưa có đào nữa, anh mới sắn có 2-3 giá. Chạy ra rồi thì mình bắt, mình tính của mình chứ. Hậu hành ra cũng bật lửa. Có nãy lú cái đầu lên thọc xuống.
ngày mai em với Phụng có đi ra đây ghe ra ghe không vậy? Ngày mai có đi nữa trên nữa không? Không biết, bữa nay tôi chưa biết ngày mai có giờ chưa nữa. Vậy chưa biết mai về không hả? Đúng rồi, đi chưa về mà. Không sao, không sao, mình có gì mình mượn ghe luôn, không sao kìa, tắt máy đi. Đi luôn rồi. Hả? Anh lấy ghe đi hay anh lấy ghe mà. Ủa, đi ghe hả? Đi ghe mà. Rồi. Lấy ghe đi mà. Đi đoạn nào vậy? Ở đây dưới da thận hả? Rồi coi như vậy mai chạy rồi chạy xuống bên đò cái này này ra đó là vô đó rước à. Thầy bên đò đâm nó qua Lý Nhơn đó. Quá wow, trời quá đất cứ đây. Phụng đâu rồi Nhân? Anh đang ở dưới mưa nè. Đâu đưa nói chuyện Phụng coi. Quá wow, trời quá đất. Hai ông nội này nói cả tiếng ngồi chưa xong. Mai có đi trên ghe không hay là về đây rồi mai đi tiếp? Còn mai tụi tôi tính xuống Hùng Hổ Hành cả ký lô này xuống nó hầm xã rồi nhậu. Thì đi vừa câu vừa nhậu đó. Như hổm vậy đó. Ok. Rồi xong. Bến đò Gia Thận hay là bến đò Lý Nhơn ta? Lý Nhơn đó phải không? Thầy bến đó. Đò A là nó hai bến đó. Đò mình xuống đó được. Rồi khoảng mấy giờ xuống nè? Rồi ok. Rồi vậy xong hai ông cứ nói chuyện hoài. Ông rồi ông gì vậy? Anh Giang thèm bia hay gì trời anh trét bụng lên món kìa. Thôi xình đất thôi anh. Giờ tưởng đâu anh uống bia gì đó nên nay lận bia lên theo ra động cái gì ta. Ai nhờ thấy bùng dính. Rồi. Lận bia bữa túi nữa dân ca. Trời ơi thèm. Thầy bác sĩ dặn được rồi. Cứ bia rượu. Cứ bia. Thôi trái là cứ rượu rồi. Dạ người ta chưa tới chiều trận cứ bia rồi. Trận cứ bia hả? Bữa nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật, cho nên nhóm tụi mình may mắn mời mấy anh em đâu bắt đường Hổ Hành. Bây giờ mời ngày mai sáng mình đi đâu có kịp, anh em coi clip đâu có kịp. Hồi nãy anh Giang bắt đường Hổ Hành bự lắm ngay đây nè, còn Hổ Sáp thì hướng ngoài này. Rồi mấy anh em mình dự định ngày mai xuống Hùng với thủy triều sấy, xuống vừa câu cá vừa xương xương Hổ Hành này luôn. Mời hết mấy anh em thì mấy anh em mà nghe được cái lời mời này chắc tụi mình đang xỉn sai rồi. Nói chỉ chắc chịu nó điện phải có trưởng ban ăn nhậu nha anh Hùng. Để anh Hùng Phương phải xuống để chơi được không? Sơn, anh Tèo, chú Sáu, còn nữa ba chấm đi chứ giờ nhớ không hết. Dân dân và dân dân. Đâu phải rắn không, mình xuống mình còn kiếm cá nữa nó chi. Lùm con nữa nè, có lại. Còn nữa con hoàn hành nữa đi. Hổ ngựa hổ giận gì cũng được. Trời ơi đầy quá. Cô hành này thịt nó ăn chắc kìa. Tiền Giang Long An chắc không bằng hậu dạng hôm bữa qua. Đã chưa xong em đi tới miền Bắc
lũ dùi bự quá. Hay là nói qua đây nó dùi. Chắc nó quần ở quần lui đây chứ. Có dùi thùng do nữa. Coi dầm ngó nữa coi có lú đầu nữa không. Cổ luôn. Trời, mất cái giọng. Dấu gì? Không, anh cứ tránh ra đi để nó làm. Để làm việc. Quyết tâm nó bắt được con rắn này nó bán lại anh mà. Được bên những cái đây. Bên này. Bây giờ anh nhào vô anh đào nó cũng dân tính của nó à. Đâu bên ra. Vậy bỏ cuộc á hả? Bỏ cuộc hả? Sao nãy quyết tâm dữ lắm mà. Mình có anh kia anh góp ý mình nói sao ít quay mặt quá vậy. Đây mặt mình đây tại vì mình tôn trọng khán giả xem kênh của mình á, mình không có quay mặt. Nét mặt mình nó một là nó, thứ nhất là nó gọi đòn ai thấy cũng thèm đục hết. Thứ hai nữa nó gây khó chịu cho người xem, cho nên mình tôn trọng họ, mình không có cho họ thấy thôi. Bây giờ tụi mình về tới chỗ để xe rồi. Bữa nay đi được cục hai con, một con rắn độc nhỏ, một con hổ hành bự. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Xịt tròn miếng như đó luôn lít. Bớt cái xịt, cái xịt, bớt cái xịt, lên khói luôn mà, khô liền luôn á. Nóng dữ lắm. Chứ không ai làm mất giống thì sao? Mất giống, lột da thôi chứ mất gì anh. Mất giống. Còn đẻ nữa hả? Lột da thôi chứ mất, mà còn đẻ đáy gì nữa đâu mà. Còn chứ. Còn luôn hả? Còn nữa hả? Cây. Giữ ta. Giang ca quá dữ mà, giang ca mãi đỉnh.